jQuery này thì nó khá đơn giản, khá nhanh. Phần lớn là nó sử dụng phần chính ý, là nó sử dụng cái hàm tên là hàm hàm jQuery để check được cái sự kiện quận chuột. Windows con window window là cửa sổ đấy, chấm scroll. Cái hàm này có nghĩa là bạn sẽ phải kiểm kiểm tra tác dụng là check xem người dùng có quận chuột hay không. Ví dụ mình viết luôn này, jQuery scroll window đô la nhé. Window window không có dấu nháy nhé, chấm scroll, enter một cái, nó gợi ý thì ăn enter một cái nhé. Như này đấy, thì khi mà scroll này mình sẽ báo một cái là console chấm log, là cái hàm để test bạn vừa quận chuột và xếp lại. Thì như vậy khi mà bạn refresh lại trang web này, sau đó ấn F12 đó, thì bạn thấy là khi mà quận chuột một cái nó báo luôn đây, báo báo 7 lần rồi, quận 8 lần, quận 11 lần. Tức như vậy nó sẽ check được lúc nào mình quận chuột. Đấy là tác dụng đầu tiên, là check được khi nào quận chuột. Thì sau khi check được khi nào quận chuột rồi thì mình biết là người ta có quận chuột rồi. Thế làm thế nào để biết được là đến đúng vị trí này thì nó sẽ thông báo cái gì đấy. Thì như vậy mình phải check thêm là cái body của mình đến vị trí nào rồi. Thì dùng thêm một cái hàm nữa là cái hàm kiểm tra tính vị trí của body. Body khi quận chuột. Đấy, vị trí của body sẽ là đô la, tên của body thôi. Vị trí nó là offset đây. Chấm scroll top. Đây chính là vị trí của body. Đây là vị trí của body. Thế thì mình thử luôn này. Thế bây giờ khi mà bạn vừa quận chuột. Đấy, bạn nhân đôi dòng lên. Đến vị trí. À đây, viết luôn đây. Đến vị trí. Đấy, xong rồi bằng console log cái tầm là đô la body chấm scroll top. Đấy. Thì mình sẽ tính được là nó quận đến vị trí nào rồi. Thì bạn thử xem nhé. F12 này. À F5 này. À quên. F5 này. Sau đó chạy lại trang web này. Bình thường là chưa có gì đúng không? Khi mà quận một cái. Đấy, bạn vừa quận đến vị trí 100, 200, 600. Tức là nó biết được mình quận đến vị trí nào rồi. Ví dụ 1000, 1400. Đấy, tức là bất cứ một cái cử động gì của mình trong cái trang web này thì nó đều lưu lại được và nó đều tính được là mình đang ở vị trí nào. Thì dựa vào đó mình sẽ sử dụng một câu lệnh if. Tức là nếu mà đến vị trí này, ví dụ như vị trí này vị trí bao nhiêu đây? Vị trí 400 nhỉ? Vị trí này vị trí 400. Tức là nếu mà đến 400 thì mình sẽ if mà cái đô la body scroll top này. Mình đặt cho nó một cái biến đi. Và là vị trí đi. Bằng cái này đi. Dễ hiểu rồi. Nếu mà vị trí mà lớn hơn hoặc bằng 400 thì mình sẽ báo thông báo một cái gì đấy. Thông báo là gì nhỉ? Thông báo một câu là ta-da. Xử lý menu đi. Xử lý giao diện menu đi. Đấy, mình xóa cái code đi. Tức là nếu mà vị trí mà lớn hơn 400 thì mình sẽ thông báo là xử lý giao diện menu. Lúc đó mình sẽ bắt đầu viết các hàm xử lý menu. Mình chạy thử lại này. Hàm quận chuột. Không vấn đề gì cả. Không vấn đề gì cả. Không vấn đề gì cả. Ồ, như vậy là quận đến vị trí này thì nó báo là ta-da, xử lý giao diện menu đi. Lúc đấy là mình sẽ bắt đầu xử lý menu. Đúng không? Đấy. Thì như vậy là mình sẽ thay vì mình viết console log này thì mình sẽ viết một cái dòng là gì nhỉ? Để thay đổi giao diện menu giống như cái này. Thì mình đơn giản là mình add class đấy thôi. Đấy, cái này thì bạn nắm được ở cái bài trước rồi. Tức là giao diện thay đổi có nghĩa là CSS thay đổi.
Mà CD thay đổi có nghĩa là class thay đổi. Class thay đổi thì mình dùng cái hàm là hàm xử lý class. Như vậy mình sẽ viết đây là chấm menu trên. Xử lý class ở menu trên nhé. Chả biết HTML viết đúng không? HTML mình viết là menu trên hay là mở trên nhỉ? Menu trên đúng rồi. Như vậy ở đây mình viết là chấm menu trên chấm add class. Tên là thay đổi biến hình nhỉ? Biến hình siêu ra nhỉ? Như vậy chấm phẩy. Như vậy mình kiểm tra phần tử nhé, chạy thử này. Chạy thử này rồi, menu trên này đúng không, quận tiếp này, quận tiếp rồi, biến hình thôi. Như vậy là nó add class biến hình. Thì tại CSS này mình sẽ viết mừng CSS cho nó. Thì đầu tiên là mình sẽ để nó là transition 0.4 giây đúng không, sau đó cộng một cái, tab một cái. Mình sẽ để nó background là màu black nhưng mà mờ đi một tí. Rồi này. Sau khi biến hình rồi thì nó phải nhỏ đi, bạn nhìn em. Ban đầu là xuống, sau nó nhỏ. Thì như vậy là mình phải để nó nhỏ đi thì mình phải giảm cái padding của các cái thẻ này đi. Như vậy là mình kích vào từng thẻ một. Ví dụ như thẻ logo này mình phải giảm padding đi. Thì như vậy mình kích ở đây cộng một cái này. Sau đó viết ở đây là chấm menu trên chấm biến hình tab một cái. Có nghĩa là khi mà add class biến hình vào thì cái logo nó cũng thay đổi. Nó thay đổi cái gì? Nó thay đổi padding top 10 pixel nhỉ. Đấy, nó dịch lên trên một tí. Sau đó là font size nó cũng thay đổi một tí, 13 pixel nhỉ. À quên, 23 đi. Tầm này đi. Đó, tức biến hình vào nó thay đổi như này. Tiếp đó là cái phần service. Service này thì mình kích vào cái chữ thôi. Đấy, menu trái A đúng không? Thì mình sẽ cộng một cái. Mình viết là chấm menu trên chấm biến hình cách mở trái cách A. Tức là khi mà A class biến hình rồi thì thẻ A bên trong mở trái nó cũng thay đổi. Thay đổi như nào? Thay đổi padding thôi. Mình tốt ấy. 10 pixel đi. Ít thôi. Không sai, nhỏ đi một tí. 15 pixel. Tầm này đi. Sau đó cái menu trái này nó cũng giảm độ cao đi một tí để cho nó background nó giảm đi. Còn tầm là 70 pixel. Đấy, tức là khi mà add class biến hình vào thì tất cả mọi phần tử bên trong đều thay đổi hết. Từ logo cho đến các phần tử này. Sau đó mình xếp lại thôi. Xếp lại. Xếp lại. Sau khi xếp lại rồi thì mình duplicate lại. Enter. Rồi, tôi chạy thử nhé, quận này. Đó, bạn nhìn thấy không? Lại. Lại lần nữa. Đó, thì bạn nhìn thấy nó co về không? Nhưng mà cái chữ này nó co về hơi khực cái. Thì nó hơi xấu. Thì bạn nếu mà muốn co về đẹp thì bạn phải thuộc tính là transition vào cái thẻ M trái A này. Cũng là 0.4 giây luôn. Và cái logo cũng thế, cũng phải để transition vào thì nó mới có chuyển động mượt được. 0.4 giây. Rồi bạn quận lên quận xuống. Xếp lại. Xếp này. Refresh nhá. Enter này. Đấy, bạn thấy nó quận từ từ về không? Đó. Rồi. Sau đó khi mà quận lên, bạn nhìn thấy trong cái bài mẫu thì khi mà quận lên thì nó trở về như cũ. Nhưng muốn trở về như cũ thì đơn giản là mình remove class thôi. Nhưng mà remove lúc nào? Remove lúc mà else. Tức là nếu mà trường hợp còn lại mà nhỏ hơn 400 ấy thì mình sẽ remove class biến hình đi. Remove class biến hình. Thế là xong. Rồi chạy thử này. Lên, xuống, lên, xuống. Thoải mái đúng không? Lên, trở về như cũ. Như vậy đó là tác dụng của cái hàm là hàm chả phải hàm gì mới cả, nó chỉ có mỗi cái hàm là hàm add class và remove class thôi. Còn thực tế nó vẫn là các hàm cũ mà. Cái hàm này bạn đã học rồi. Chỉ có mỗi cái kiến thức là về là tính vị trí thì mình có cái body scroll top là vị trí body thôi, mình nốt lại mỗi cái này thôi. Còn lại sau khi tính được vị trí rồi thì bạn so sánh vị trí thôi. Ví dụ lớn 400 thì nó thêm class này.
nhón 400 thì nó remove cái layer đi. Thì như vậy nó sẽ tạo ra giao diện thay đổi. Đó. Như vậy mình chỉ có mỗi cái nốt này là nốt cần mình ghi lại thôi. Vị trí của body này. Đấy, scroll top. Sau đó gì nhỉ? So sánh vị trí của body với một với số liệu nào đó, số liệu tương ứng đi, thì chúng đó sẽ biết được body đến đâu, đang ở đâu, và từ đó thì sẽ add class remove class, có nghĩa là thay đổi giao diện bằng việc add class remove class phù hợp. Ví dụ trong trường hợp mà của cái bài này thì nó sẽ so sánh 400, bởi vì ở trong trường hợp này nó chỉ quận đến giữa cái ảnh thôi, thế nên là mình sẽ tính ra là khoảng 400. Sử dụng hàm console log để biết là đến vị trí nào, hoặc là bạn biết CSS thì bạn biết là cái độ cao của nó là 700, thì như vậy là một nửa của nó khoảng tầm 400. Đấy, tức là nếu mà bạn tính bằng tay cũng được, hoặc là bạn dùng console log như kiểu của mình tính ra vị trí của body, xong mình nhìn để mình check được vị trí. Thế là mình sẽ tính được vị trí rồi, đúng không? Cảm ơn các bạn.